Hey, so hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nhân đây. Và hôm nay mình sẽ trên tay một chiếc iPhone XR mà mình mới chuyển sang sử dụng làm máy chính được khoảng gần một tuần nay. Và mình sẽ chia sẻ những cái vui của mình khi mà sử dụng chiếc máy này và lý do tại sao mình lại chọn chiếc iPhone XR một cam thay vì một chiếc iPhone 11 với hai cam trước mặt. Ok, bắt đầu video này. Chiếc iPhone XR này được mình mua ở trên Shopee với mức giá là 5.990.000 cho phiên bản 64GB và xây xước cũng 97%. Tuy nhiên thì mình thấy được là ngoài cái việc ở bị xước cạnh một chút thôi, chứ màn hình và cái nắp lưng đằng sau thì mình cảm thấy máy vẫn rất là khá là đẹp. Các bạn có thể tham khảo ở dưới link mình để ở dưới phần mô tả của video. Hãy cùng đi đến một chút về cái chiếc điện thoại này. Về mặt ngoại hình thì các bạn nhìn thấy được là một màn hình 6.1 inch rất giống với các đời từ XR, iPhone 11, iPhone 12 rồi đến iPhone 13 luôn, vẫn kích thước 6.1 inch. Thì về cái độ phân giải, về cái độ phân giải của nó thì nó chỉ dừng ở mức HD thôi các bạn. Tuy nhiên thì đối với mình khi mà sử dụng một thời gian rồi thì mình cảm thấy cái màn hình này vẫn rất là bình thường, thật sự nó không có quá là rỗ như mình đã tưởng tượng. Tuy nhiên nếu mà đối với một số bạn mà sử dụng màn hình của những chiếc iPhone cao, hoặc là bạn sử dụng một chiếc điện thoại Android với màn hình là 2K hay là màn hình Full HD, chuyển sang màn hình này thì thỉnh thoảng bạn sẽ thấy nó hơi rỗ một chút thôi, mà sau một thời gian thì nó cũng quen. Chúng ta sẽ có một camera mặt trước với độ phân giải là 7 megapixel. Một camera thì mình đánh giá là chụp hình vẫn rất là này và nọ, và mình sẽ cho các bạn xem ảnh chụp bằng camera hiện đây. Và tiếp theo, và bên cạnh nó sẽ là một loa thoại và cảm biến VID được nhét ở bên trong cái phần tai thỏ này. Và một phần tai thỏ mà thực sự lúc đầu mình nghĩ là khi mà sử dụng tai điện thoại có tai thỏ thì mình sẽ rất là khó chịu. Tuy nhiên thì xài một thời gian thì mình thấy nó cũng quen thôi, và nó cũng là một cái điều gì điểm nhấn gì đấy khi mà mọi người nhìn vào biết là đấy là iPhone đấy. Ok, chúng ta sẽ cùng đi tới một chút về mặt sau. Về mặt sau của chiếc điện thoại này thì chúng ta sẽ có một camera đơn thôi. Đây là một camera với độ phân giải là 12 megapixel. Sẽ có nhiều về công nghệ thì mình cũng không phải bàn lắm về đối với camera của iPhone rồi. Vâng, quay phim chụp hình đều rất chi là đẹp. Và tuy nhiên cái camera này thì cũng chỉ là một cam thôi, thì nó sẽ không thể nào có những cái chức năng như kiểu góc rộng hay là những chức năng sau này của những chiếc iPhone đời cao hơn. Thì đây là một điều mà chúng ta phải đánh đổi với cái mức giá khá là rẻ, chỉ từ khoảng 5 triệu 9 cho đến khoảng 6 triệu rưỡi. Dưới đây sẽ có một cái mic và một cái đèn LED. Chúng ta sẽ có một logo quả táo, mà bây giờ đối với những cái đời iPhone mới thì quả táo sẽ nằm ở giữa, chứ nó không có nằm ở lên trên một chút gần camera này các bạn. Dòng chữ iPhone và không có bất kỳ một ký tự nào hết, sạch trơn bóng, đẹp, rất đẹp rạng ngời luôn, đẹp như ngọc trinh. Về bên cạnh thì nút nguồn khá là to, quay đọc SIM cũng như là nút tăng sản âm lượng và nút đặt cần. Ok, thì đó là một chút về mặt thiết kế của chiếc điện thoại này. Chúng ta hãy cùng đi sâu vào những cái phần gọi là phần cứng bên trong của chiếc điện thoại. Ở chiếc điện thoại này của mình được sử dụng một con chip cây nhà lá vườn của Apple, một con chip Apple A12 Bionic 6 nhân. Vâng, thì bây giờ thì mình vẫn đánh giá là con chip này rất là mạnh, chơi game thì vẫn mượt bách là bành. Tuy nhiên thì đối với một số game yêu cầu đồ họa khá là cao như cái Ensign Impact, mình khuyên là đối với các bạn nào muốn trải nghiệm game nó thật sự là rất là mượt mà hay là đẹp tốt đó, thì các bạn nên mua iPhone cao hơn. Còn đối với chiếc này thì những game như kiểu Liên Quân Mobile hay là PUBG Mobile vẫn có thể chiến rất là bình thường. Mình vẫn chiến game Liên Quân Mobile PUBG hàng ngày trên chiếc điện thoại này. Điểm khác biệt nữa của iPhone XR đối với dòng iPhone XS Max hay iPhone XS, đó là dung lượng RAM. Thì chiếc máy XR này chỉ được Apple trang bị một dung lượng RAM thấp hơn so với XS Max, đó là 3GB RAM thôi. Thì tuy nhiên đối với 3GB RAM thì mình vẫn có thể chạy rất là mượt mà những tác vụ trên chiếc điện thoại này. Mình không hề tỏ ra là một cái nó bị tràn RAM hay nó bị kiểu chấp bị kiểu ít ứng dụng hay gì á. Đối với mình thì một người nhu cầu một người sử dụng ứng dụng bình thường thì mình vẫn có thể xài rất là mượt mà. Về chiếc điện thoại này thì được Apple trang bị cho một con pin với dung lượng là 2942 mAh, có thể sắp xỉ 3000. Mặc dù với dung lượng pin nó cũng không gọi là quá cao lắm cho lắm, tuy nhiên để chỉ gánh một cái màn hình độ phân giải là HD thôi, vì vậy nên và công nghệ màn hình cũng tiết kiệm pin, vì vậy nên chiếc điện thoại này được có pin, có thời lượng pin được đánh giá là cao hơn cả XS Max và dòng XS. Thời lượng sử dụng của chiếc máy này, pin của chiếc máy này khá là tốt. Mình thì đối với mình là một người sinh viên thì đi học thì mình về mình hàng ngày mình sạc một lần, với điều kiện là Bluetooth bật, Wi-Fi bật, và đôi khi mình còn bật cả 4G lên mình coi YouTube hay mình chơi game nữa. Thì đối với mình thì sạc một ngày một lần. Với chiếc điện thoại này thì cũng được trang bị công nghệ sạc là 15W. Rất tiếc là Apple không có trang bị công nghệ sạc 20W hay là 18W lắm cho chiếc điện thoại này. Tuy nhiên 15W đối với mình đánh giá thì nó vẫn rất là nhanh, và thực sự nó chỉ thua một chút so với công nghệ là 18 hay 20W của Apple thôi. Ok, thì cùng đánh giá một chút về mặt trải nghiệm của chiếc điện thoại đi. Thì bỏ ra tầm hơn 5 triệu đồng thì các bạn sẽ nhận được cái gì? Các bạn sẽ có một siêu phẩm của Apple từ năm 2018. Một chiếc điện thoại đến bây giờ thì mình đánh giá là nó vẫn rất là đẹp. Cái camera từ thiết kế cho đến từ cái mặt nhìn, khi mà nhìn một phát là người ta biết được là uầy, nó là iPhone. Nhưng mà trước thôi á thì đố ông nào đoán được đây là iPhone gì luôn. Khi mà tôi đeo ốp lưng vào nữa thì đố ông nào đoán được đây là iPhone 11, iPhone 12, iPhone XS Max, iPhone gì. Nhìn nó cứ xem nhau. Cái tai thỏ đã tạo ra một cái thương hiệu, một cái gọi là nổi bật của Apple rồi. Cứ nhìn vô là biết là đó là iPhone. Sang thôi rồi luôn. Cái thứ hai nữa là với mức giá rẻ này thì chiếc điện thoại này vẫn có thể chiến game ở mức gọi là
rất là tốt so với tầm giá này. So với tầm giá này thì các bạn sẽ có được những chiếc điện thoại gì? Các bạn có thể mua đối với tầm cũ, các bạn có thể mua được con chip 855, thậm chí là 865. Tuy nhiên á, đối với những chiếc Android thì mình không thể đảm bảo tốt về cái mặt gọi là FPS. Đối với mình đã sử dụng một chiếc Samsung Galaxy S10 Plus với con chip 855 và cũng tầm mức giá này. Tuy nhiên thì cái việc chiến game trên S10 thì mình drop FPS khá là nhiều và mình không biết nó có phải là lỗi con chip hay là tại vì lỗi của nhà Samsung hay không. Tuy nhiên khi mà chiến game trên chiếc iPhone XR này của mình thì cái việc drop FPS thì nó khá là thấp và thậm chí mình không thấy luôn, mình chơi game khá là mượt trên chiếc iPhone này. Tuy nhiên cái điểm yếu của chiếc iPhone này khi mà chơi game thì nó nóng khá là nhanh. Vì vậy nên đối với một số bạn nào mà mua iPhone để chơi game á thì mình khuyên là các bạn nên mua một cái quạt tản nhiệt á, để gắn vào đây để khi mà chơi game thì nó sẽ giảm bớt cái nhiệt lượng của chiếc điện thoại, khiến cho cái điện thoại của bạn nó sẽ không bị hư pin hoặc là hư những phần cứng bên trong. Đối với những người mà chỉ sử dụng nó không chơi game á thì có thể là mình nghĩ là chiếc điện thoại này còn phải sử dụng được tận 4 năm nữa. Tại vì đối với Apple, cái việc tối ưu hóa rất là tốt của Apple khi mà sử dụng nền tảng iOS này nó vẫn rất là mượt mà. Mặc dù là nó không được trang bị nhiều công nghệ như là cảm biến vân tay trong màn hình hay là tần số quét cao, chiếc máy chỉ dừng lại ở tần số quét là 60Hz thôi. Tuy nhiên thì đối với mình về mặt trải nghiệm thì mình vẫn cảm thấy là chiếc máy sử dụng rất là mượt mà, quay phim chụp ảnh ngay gọi là mọi thứ đều rất là tốt. Ok, vậy tổng quát về chiếc điện thoại này chúng ta bỏ ra gần 6 triệu đồng, hơn 6 triệu đồng đi. Bỏ 6 triệu đồng thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một mức giá hấp dẫn. Chúng ta sẽ cho một thiết bị đã ra mắt từ năm 2018, tuy nhiên thì vẫn có thể sử dụng được cao nhất là 4 năm trở lại. Thì mình nghĩ là khoảng 3-4 năm nữa thì Apple mới dừng cập nhật đối với chiếc iPhone XR này. Tuy nhiên thì những điểm trừ là các bạn không nhận được đó chính là cái gì? Đầu tiên là sẽ không có camera góc rộng, sẽ không có nhiều công nghệ mới, sẽ không có mở khóa khuôn mặt mà không cần đeo khẩu trang. So sánh với một số loại iPhone còn đối với Android thì sẽ không có cảm biến vân tay trong màn hình. Nhưng mà thật sự đối với mình thì iOS nó vẫn là một thứ gì đó nó rất là tuyệt vời, nó rất là mượt mà, và khi mà sử dụng vô thì rất khó để mà dây ra. Ok, thì đây là bài đánh giá của mình về chiếc iPhone XR trong thời điểm năm 2022 hiện tại, với mức giá là chỉ từ hơn 6 triệu một chút. Các bạn thấy như nào về chiếc iPhone XR này? Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình, và mình sẽ có một cái video test game sau đối với chiếc iPhone XR này cho các bạn xem thử là nó chơi game sẽ như thế nào. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye.